Thế nào hôm nay là đi chợ, đi chợ bán rau đây à mấy em? Đi chợ bán rau mà. Thế á? Rau này là của nhà trồng được đấy à? Nhà trồng được. Ồ thế không có ô ấy gì che và ướt hết rồi. Ướt hết rồi. Ồ, đây có không có ô che à? Thế ô kia có phải của mình không? Không phải. Ồ. Thế là bán được nhiều chưa? Chưa. Chưa bán được mấy á? Cái rau này thì để làm dưa đúng không? À đấy à. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sơn TV nhé. Cái video ngày hôm nay thì mình lại đi quay ở một cái chợ phiên Quản Bạ, Hà Giang các bạn ạ. Bây giờ thì Sơn đang có mặt ở khu vực chợ phiên Quản Bạ rồi. Khu vực này thì mình thấy là hôm nay thời tiết thì nó hơi mưa và kiểu như là tình hình dịch bệnh ở trên này ấy, nó cũng hơi căng thẳng cho nên là người dân họ đi họp chợ không đông lắm các bạn ạ. Đây phía bên dưới đây thì các bạn đã thấy hình ảnh cổng chợ chính ở bên dưới rồi các bạn này. Bây giờ thì Sơn sẽ đi vào bên trong nhé, đi vào bên trong để xem là bên trong chợ người đồng bào dân tộc trên này họ sẽ bán những cái thứ gì nhá. Rồi, anh chào hai vợ chồng nhá, hai vợ chồng à? Người yêu á? Thế chưa phải vợ chồng à? Ờ. Thế hôm nay thế là hai đứa là đi chợ là bán mỗi cây sâm này thôi à? Cây sâm quỷ à? Ờ, cây sâm quỷ anh biết rồi, anh biết cây này rồi. Em với cả mật ong này nữa à? Vâng. Mật ong này thì có phải là của nhà mình làm không? Có ạ. Có nghĩa là ong nhà mình nuôi đấy à? Vâng. Ờ. Mật ong này em đang bán là bao nhiêu tiền một lít đấy? 150 một chai à? 150 một chai. Vâng. Một chai này là một lít đúng không? Vâng. Ờ. Mật ong hoa gì? Hoa chuối phi à? À thế à? Nát anh quay ra anh sẽ mua cho em một chai nhá. Bây giờ anh đi vào bên trong anh quay một tí đã. Vâng vâng. Thế đây là người yêu phải à? Vâng. Người yêu sinh năm bao nhiêu? 27. Bao nhiêu á? 207. 207. Vâng. Thế còn bạn trai? 204. 204. Rồi hai đứa yêu nhau nhìn đẹp đôi quá nhở, nhưng mà chưa cưới. Thế là bạn 207 này là còn đi học hay nghỉ rồi? Nghỉ rồi. Nghỉ học rồi á? Nhưng mà bọn em là người dân tộc gì? Dân tộc Mông á? Nhưng mà anh thấy là không bạn nào mặc trang phục của người Mông cả, đúng không? Mặc hiện đại hết rồi. Bạn người Mông ở dưới này. Ờ. Thế là nhà có gần đây không? Nhà hai em ấy. Có ạ. Có gần đây thôi à? Được rồi. Lát anh ra anh sẽ mua mật ong cho em nhá. Vâng. Ok em. Mình vừa đi một vòng quanh ở bên trong khu chợ thì mình thấy là ở bên trong này là người ta cũng bán khá là nhiều những cái đồ hàng kiểu như là đồ hàng thiết yếu thôi các bạn ạ. Các phiên chợ thì vẫn là chủ yếu những cái đồ hàng thiết yếu. Thế còn mình đang đi sang phía bên này thì phía bên này là cũng khá là nhiều đồ hàng các bạn nhá. Ở đây thì cái phiên chợ này á, ngày hôm nay thì thứ nhất là nó hơi mưa rồi. Cái thứ hai nữa là tình hình dịch bệnh ở đây nó cũng khá là nghiêm trọng. Cho nên là người ta cũng không đi tham gia chợ nữa. Bây giờ thì Sơn cũng đã đi ra đến cái hàng người ta bán về gia súc gia cầm các bạn. Ở đây thì người đi buôn và người đi mua để sẽ giao dịch về những con giống. Đây như các bạn thấy đây là người ta bán con giống về những cái giống ngan giống vịt đấy, bán để cho người dân tộc đồng bào ở đây thì họ sẽ mua về và nuôi thôi. Còn phía bên này thì lại quan sát thấy một số những con lợn đen này, lợn đen lợn ỉn này đấy. Và chó, rồi thêm những con ngan rất là to ở bên phía sau này. Nhưng mà thôi mình sẽ không quay bên con ngan nhá, mình sẽ sang quay những con lợn bên này cho các bạn xem. Hiện tại bây giờ thì Sơn đang có mặt ở khu vực quán ăn ở chợ Quản Bạ các bạn ạ. Và mình đang quan sát thấy ở đây thì người bà con đồng bào là họ cũng đang kiểu mới ở đây cũng khá là đông ấy. Thì mình sẽ quay xung quanh đây một xíu, sau đó là mình sẽ cũng ngồi ăn phở ở đây luôn.
và thưởng thức cái món phở ở chợ phiên Quản Bạ này, xem là cái hương vị của nó như thế nào các bạn nhé. Đây các bạn ơi, mình cũng đang ngồi trước tô phở rồi, một tô phở rất là ngon. Và đây cô chủ hàng phở đây các bạn nhé. Phở trên này thì các cô ấy làm khá là ngon và đầy đặn. Mình thấy rất là thơm ngon rồi. Làm bằng kiểu như là thịt lợn bản luôn đấy các bạn. Đúng rồi đấy. Thịt lợn nguyên chất luôn đấy. Thế bây giờ thì mình sẽ thưởng thức, nhưng trước khi thưởng thức thì mình muốn review qua để cho các bạn biết về một cái món phở rất là đặc biệt, rất là thơm ngon. Đúng. Người đồng bào ở trên này mỗi khi đi chợ là họ hay ăn cái món phở này đấy các bạn. Đấy, bây giờ mình cháu lên cháu nhìn thấy cảnh văn hóa ở trên Quản Bạ này có giống văn hóa không? Có chợ giống chợ Bùng Ngao không? Có chợ giống chợ Bản Sắc không? Không giống một tí nào. Dạ vâng. Đấy, chả nói gì cháu biết. Nói là nó cũng với thời gian gần đây thì nó đã mất đi cái nét văn hóa. Đúng. Của cái chợ phiên Vùng Cao. Đúng. Và chính là cái chợ Quản Bạ này. Chính xác. Ngày xưa chợ Quản Bạ này không như thế đâu cháu ạ. Ngày xưa chợ Quản Bạ nó vui lắm. Vâng. Thật sự ngày xưa chợ Quản Bạ nó quẩy tấu rồi là dắt ngựa đi nó vung dung lắm. Xong là bây giờ nó không chợ, cháu bây giờ nó chia năm xẻ bảy như thế. Bây giờ mày làm được hay không mày làm được nhưng tao vẫn nên thu tiền. Mà mày 3 tháng mà không làm được tao vẫn thu tiền. Bởi vì mất chỗ, nếu không mày không nộp tiền là mất chỗ. Nhưng mà từ cái đợt vừa rồi là bị cháy xong là gần như Nếu bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái là bắt đầu nó chợ là nó cho bọn ở dưới nó lên nó cai thầu chợ này. Vâng. Thế là mới năm chia năm xẻ bảy đấy. Nó như thế nhưng ngày xưa làm gì chợ như thế này đâu. Vâng. Ngày xưa cháu đã lên bao giờ chưa? Có, cháu cũng lên rồi con. Đấy, nhưng mà ngày xưa nó chợ như này đâu. Vâng. Bây giờ con đi lên nó mua cái mặt bằng này nó bán cho dân, nên dân giờ dân nó nghèo nó không dám vào trong chợ nó bán. Vâng. Thế nên mẹ già cháu ơi hôm nọ nhá, nói bảo đấy nó không dám vào trong chợ bởi vì nó dân bây giờ họ đường họ đi này không vào được trong chợ. Dân nó bán ở ngoài kia. Thế nên mấy cái thằng quản lý chợ này nó ra ngoài kia nếu nó không vào là nó vứt rau người ta ra đường. Dẫm nát rau người ta ra. Ôi. Đấy. Yeah. Nên cô nói đúng sự thật luôn, nó cô mấy điều. Nếu cô không tin thì cô gọi bà kia xuống lên làm chứng luôn. Yeah. Là ném rau của ai luôn. Mẹ có dám không? Để cô đi gọi lên là ném rau của tôi luôn. Ờ, thế cô, là có nghĩa là cái bà bán rau ấy bà bán rau bị ném rau vứt nát. Là do bên ban quản lý chợ. Đúng. Ờ. Đấy là ném rau người ta nát bét luôn. Cháu thấy ngoài cổng kia thì người dân tộc họ bán rất đồ, người ta bán rất ngoài đường. Thì không có chỗ nào vào bây giờ cái nhất như cháu bảo nhé. Cháu chỉ mới vào ngồi nhưng chưa bán được cái gì cả, đã thu của người ta 15-20 nghìn. Vâng. Nhưng thế ai người ta nộp? Dân người ta bán gần gà hay là bán mớ rau? Thứ hai nữa là người đồng bào bây giờ họ chỉ có mớ rau chứ đi làm bị được bao tiền đâu. Đúng rồi. Vào thu 15-20 nghìn thì đúng. Người ta có tiền đâu. Đúng. Đấy bây giờ người ta bán ngoài đường thì có khi là cũng bảo là nọ kia. Đúng rồi, bảo người... là làm cản trở đường giao thông. Đấy. Thế là người ta lại đánh nhau với người ta rồi là ném rau người ta nát ra. Mà thực ra thì bây giờ người đồng bào thì họ cũng làm gì bảo là buôn bán kinh doanh gì thường xuyên gì thì mình, đâu. Người ta có cái gì người ta đem đi bán cái đấy thôi. Con gà cắm nách người ta bán, người ta mua dầu mua muối. Xong bây giờ 2 năm Covid này cô nói thật với bọn cháu là bọn cô cũng chả làm ăn được cái gì. Vâng. Bọn cô cũng chả làm ăn được cái gì, chán lắm cháu ạ. Cháu nói thật, cô nói thật đấy. Ngày xưa 10 thì bây giờ chỉ được 2 thôi, mà năm ngoái. Năm ngoái đã chán lắm rồi mà năm nay còn chán hơn. Năm ngoái bọn cô bán 30 tháng 4 nghỉ đến tháng 10 thì bọn cô thì mẹ bảo là bọn cô làm ăn cái gì. Vâng. Mà ví dụ như bọn cô là kinh doanh nhá. Nếu như người ta thì là bảo phải nói là các cháu ơi hay em ơi đi chợ có được không? Thì không đi thì chị phải hỗ trợ chứ. Bọn cô đây, hai ông bà già đây, không có lương. Nó thật là không. Cô năm nay bao tuổi rồi? Cô năm nay 60 tuổi. À cô 60 rồi à? Ừ. Vâng. Đấy. Thôi cố gắng thôi cô ạ. Bây giờ xã hội thì rồi, nó nhiều cái nó loạn lạc lắm cô ạ. Thế cho nên là mình cũng phải lựa thôi. Đúng rồi. Và. Đúng. Chợ phiên Quản Bạ này á thì trong cái video ngày hôm nay thì mình cũng muốn nói để truyền tải đến cho tất cả quý vị khán giả biết là như mình cũng ngồi nói chuyện với cả một cô người dân bản địa ở đây ấy. Thì cô cũng kể lại những cái câu chuyện về những cái nét văn hóa cũng như là mọi thứ ở cái chợ phiên Quản Bạ này. Thì trong cái thời điểm này đến bây giờ thì gần như là nó đã mất đi cái nét văn hóa của người đồng bào rồi các bạn ạ. Mấy cả thực tế nữa thì mình quan sát thấy là
những cái mặt hàng cũng như là mọi thứ ở khu vực ở đây ấy, thì nó cũng không còn kiểu như là cái nét của người đồng bào vùng cao nữa rồi, mà nó đang bị mang cái tính chất là kinh doanh thương mại. Đấy. Vừa rồi thì cái chợ Quản Bạ lại bị cháy vào hồi năm ngoái thì cũng nghe cô ở đây có kể lại là bây giờ các bên cấp chính quyền người ta cũng chưa làm rõ được cái sự việc. Và bây giờ thì người đồng bào người ta cũng đi tham gia những cái phiên chợ này là cũng ít hơn rất là nhiều. Ở bên trong này thì toàn bộ là những người kinh doanh về mạng là thương mại các bạn. Còn người đồng bào dân tộc thì họ bây giờ kiểu như là bị đẩy ra ngoài đường ấy. Đấy các bạn. Bà ơi, trong một cái quá trình mà mình đi vòng quanh ở trong khu vực chợ Quản Bạ này ấy, thì mình có nhận thấy một điều rằng là cái phiên chợ phiên của Quản Bạ này nó đã mất đi rất nhiều những cái nét văn hóa, những cái nét kiểu như là truyền thống của người đồng bào dân tộc mà những năm trước kia mà người ta giữ được cái nét văn hóa của đồng bào, thì đến bây giờ thì gần như là nó những cái vấn đề về kiểu như là thương mại rồi, nó sau cái quá trình mà cái chợ này bị cháy ấy, thì nó không còn được những cái nét văn hóa của người đồng bào nữa. Và những cái hình ảnh mà mình đã ghi lại được ở trong cái chợ Quản Bạ này ấy, thì nó chỉ đơn giản là như vậy thôi, nó không có những cái gì đặc sắc hơn cả. Thế mình muốn truyền tải đến cho các bạn cũng như là du khách gần xa là biết đến chợ Quản Bạ này nó chỉ có như vậy thôi. Còn bây giờ thì chắc là mình